Kính chào quý thầy cô, kính chào quý phụ huynh, xin chào các bạn tăng kiến trúc sư, tăng cử nhân có mặt trong lễ tốt nghiệp chiều nay. Em rất bất ngờ và vinh dự được đại diện các bạn tăng kiến trúc sư, tăng cử nhân phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp hôm nay. Dù em không tốt nghiệp ở ngôi vị thủ khoa, đây thật sự là một món quà dành cho em, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của em trong suốt 5 năm học qua ở Đại học Văn Lang. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Tuấn Cảnh, tăng kiến trúc sư khóa 23, bí thư đoàn khoa kiến trúc. Các bạn tăng kiến trúc sư, tăng cử nhân thân mến, đây là buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng của tháng 7 và chúng ta đã chờ đợi rất lâu cái ngày để được tỏa sáng rồi, đúng không các bạn ơi? Và hãy cùng nhau dành một tràng vỗ tay để tự khen thưởng cho sự cố gắng của chúng ta được không ạ? À? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nói về sự chờ đợi, bạn sinh viên nào khi bước chân vào cánh cửa đại học thì cũng mơ một ngày mình lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Và đối với các bạn sinh viên kiến trúc thì sự chờ đợi kéo dài lâu hơn một năm so với các bạn cử nhân. Vì ngành kiến trúc của mình kéo dài đến tận 5 năm học. Và với riêng bản thân mình thì hành trình đại học còn lâu hơn nữa. Vì mình đã tốn gấp đôi số thời gian 5 năm để hoàn thành, để đến với ngày trọng đại hôm nay. Và mình đã mất 10 năm để quay trở lại với cái ước mơ của mình ngày hôm nay. Cũng như bao bạn bè trang lứa khác khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cùng thi đại học và cùng đăng ký và cùng đến với cái ngành nghề mình yêu thích. Và đối với mình, trở thành kiến trúc sư là ước mơ từ bé của mình. Và mình cũng đã học kiến trúc ở một trường đại học. Sau hơn một năm mình gắn bó thì mình đã nghỉ học ngang và mình ra bên ngoài làm việc. Thì mình cảm thấy khi lúc đó là gia đình của mình rất khó khăn. Và mình khi mà mình nghỉ học ngang như vậy thì ba mẹ của mình không hề hay biết. Và cho tới khi vợ lẽ ra thì ba mẹ rất thất vọng về mình. Bao nhiêu kỳ vọng mà ba mẹ đã bao nhiêu kỳ vọng mà ba mẹ đã đặt vào mình. Vậy mà mình đã làm cho ba mẹ rất rơi nước mắt. Và kể từ đó mình nuôi hy vọng và mình mong rằng một ngày mình sẽ quay lại và thực hiện ước mơ của mình một lần nữa. Và sau hơn 5 năm mình làm ở bên ngoài và may mắn đã đến với mình và mình cũng chọn Văn Lang là nơi để thực hiện ước mơ của mình một lần nữa. Đối với mình, hành trình đại học rất có giá trị và giá trị từng bước đi mỗi ngày. Mình rất trân trọng từng ngày, từng giờ mà mình học ở Văn Lang. Mình trân trọng kiến thức học qua ở các môn học và từng đồ án. Mình không cho phép bản thân mình nợ môn. Đó là mục tiêu hàng đầu của mình khi mà vào với đại học. Và mình cũng ở năm nhất năm 2 và mình cũng đã đăng ký học vượt tất cả những môn đại cương. Và sau đó, và tinh thần học và tinh thần nghiêm túc và nỗ lực của mình trong hành trình tìm lại ước mơ của mình rất cao. Nhìn lại 10 năm nỗ lực đi đến chặng đường đại học, ngày hôm nay khoác lên mình tấm áo lễ phục tốt nghiệp, nhận tấm bằng kiến trúc sư danh giá, mình cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân của mình đã có sự kiên trì, có sự cố gắng và yêu nghề và nuôi hy vọng ba ước mơ của mình để có được ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, ba mẹ ở dưới kia cũng sẽ tự hào về con. Và ngày hôm nay, những giọt nước mắt của ba mẹ đã rơi là những giọt nước mắt hạnh phúc. Và đó không phải là những giọt nước mắt mà con đã làm ba mẹ thất vọng ngày xưa. Và hôm nay con đã thực hiện được ước mơ của mình rồi. Con yêu ba mẹ rất nhiều. Hành trình đại học của mình dài hơn các bạn. Và nói về sự cố gắng thì chắc chắn rằng ở đây các bạn ai cũng đều cố gắng, ai cũng đều có những câu chuyện riêng, có những khó khăn riêng. Nhưng ngày hôm nay trong giờ phút này đây, chúng ta cùng chung một tâm trạng. Đó là tâm trạng hạnh phúc và lòng biết ơn. Mình xin thay mặt các bạn dùng cơ hội phát biểu này để gửi những lời cảm ơn ý nghĩa nhất
Đầu tiên, em xin gửi lời tri ân đến ban giám hiệu trường Đại học Văn Lang đã tạo một môi trường đại học đáng trải nghiệm cho sinh viên các ngành. Đạo đức, ý chí, sáng tạo đã trở thành kim chỉ nam dẫn lối bao thế hệ sinh viên đi đúng hướng. Trở thành những người trẻ, bản lĩnh, sống tử tế và khát khao đóng góp những điều tốt đẹp cho gia đình và cho xã hội. Chúng em tự hào vì đã chọn Văn Lang. Chúng em tự tin là những sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Văn Lang. Cảm ơn nhà trường rất nhiều. Và chúng em xin chân thành cảm ơn những người thầy, người cô đã tận tụy mà chúng em may mắn gặp được ở trường Đại học Văn Lang. Thầy cô đã dìu dắt, dạy dỗ cho chúng em qua từng môn học, trang bị cho chúng em không chỉ là kiến thức mà còn là hành trang để bước vào đời mà còn dạy cho em những kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống để cho chúng em trưởng thành từ trong suy nghĩ cho tới hành động. Em cảm ơn một người thầy đã luôn chia sẻ, định hướng cho em suốt 5 năm qua. Và có đôi lúc thầy phân trần vì những sai trái của em. Và cũng vì vậy em đã trưởng thành từng ngày. Và em luôn ghi khắc câu nói của thầy: hãy luôn yêu nghề và làm nghề bằng cái tâm. Và em cũng cảm ơn một người cô đã chia sẻ, động viên, an ủi và cùng em và chúng em cùng cô tạo ra nhiều chương trình sân chơi hoạt động dành cho các bạn sinh viên kiến trúc. Và em xin cảm ơn thầy cô với tất cả sự ngưỡng mộ và lòng yêu thương. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cảm ơn những người bạn, những người kề vai sát cánh qua các học phần, qua các mùa đồ án và trong suốt chặng đường đại học. Đối với các bạn sinh viên kiến trúc, chắc chắn sẽ rất nhớ hỏa thất là nhà, nơi đã ghi lại bao kỷ niệm của chúng ta. Chúng ta cùng nhau làm đồ án suốt tuần trong hỏa thất, cùng nhau ngủ trong hỏa thất và cùng nhau ngồi la liệt ngoài hành lang để chờ thầy cô chấm bài xong. Và chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ quên tiếng rung chuông của thầy Tú mỗi khi kết thúc đồ án tập trung, và sau này chúng ta sẽ không được nghe nữa. Tất cả giờ đây sẽ là ký ức đẹp theo chúng ta trên chặng đường mới. Chúc các bạn thành công và giữ mãi tình bạn thời đại học, và Văn Lang là nơi chứa đựng bao thanh xuân của các bạn. Và cuối cùng, chúng con xin tri ân đến ba mẹ và gia đình. Cho tới giờ phút này đây, chúng con luôn ghi nhớ khoảnh khắc mà ba mẹ dắt lên đây nhập học. Và để rồi từ đó, ba mẹ vất vả nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn suốt 4 năm, 5 năm qua. Các bạn ở xa nhà, mỗi khi về quê, mang vỏn vẹn một cái ba lô nhẹ phao. Nhưng khi quay trở lại Sài Gòn, thì như mang một cả thế giới lên đây vậy. Và trong thế giới đó chứa chan bao la tình yêu thương của ba mẹ. Ngày hôm nay khoác lên mình tấm áo lễ phục tốt nghiệp, tụi con biết rằng ba mẹ rất tự hào về con. 20 mấy năm trời nuôi con khôn lớn, và ngày hôm nay đây là món quà vô giá mà tụi con dành cho ba mẹ. Và tụi con muốn dõng dạc nói rằng: ba mẹ ơi, tụi con đã trưởng thành rồi.